chuyển trường xong, tôi quyết tâm trở thành trùm trường. Đây là trường Trung học phổ thông Phú Yên, một ngôi trường nổi tiếng trong giới giang hồ và là nơi tập trung của những anh đại đúc học, điểm số đi học có thể lẹt đẹt. Nhưng về khoản đánh nhau thì luôn đứng top, mỗi ngày ở đây đều xảy ra những vụ đấm nhau để tranh chấp địa bàn của các phe phái, dù lễ hay Tết thì cũng không nghỉ ngày nào. Còn đây là Sakura, vì ngoại hình có chút khác biệt so với mọi người và thích đánh nhau, nên anh thường xuyên bị mọi người miệt thị và nghi ngờ. Rồi còn bị gắn cái mác là Zuko nữa chứ. Và thế là Sakura quyết định chuyển đến Makochi để theo học tại trường Trung học phổ thông Furin, sẵn quyết tâm làm trùm trường luôn. Nhưng trước hết, cậu phải cần có đồng bọn đã. Và đó là